Nhiều khi á, mọi người mút nhầm mấy cái kệ gỗ dởm mà không hề biết luôn á. Không biết là mọi người có để ý là khi mua nội thất ở trên sờ ba cùng một cái mẫu nhưng mà giá của nó sẽ khác nhau á. Nguyên nhân á là do cái chất gỗ của nó tốt hay là dở đó mọi người. Cái cách đơn giản nhất để kiểm tra là có mút ngay kệ dởm hay không á là mọi người dùng móng tay ấn vào gỗ như vậy. Gỗ tốt, gỗ cứng á thì sẽ không có bị hằn vết móng lên nha. Theo cầu á thì đang tìm cho mọi người một cái chiếc kệ đầu giường nhỏ gọn và có sẵn ốc vít lắp đặt rất là dễ dàng nha. Kệ này á thì nó sẽ có mặt gương ở phía trên nên là để đồ nó sẽ vững và ít bị ngã hơn. Mọi người lau chùi nó cũng dễ. Em này á thì đang mút ở một shop mon nên là người ta đảm bảo là chất lượng gỗ chuẩn xuất khẩu luôn. Gỗ sẽ không có bị bỏ nè và đặc biệt là được xử lý chống mối mọt nữa nha. Cái màu gỗ với lại vân gỗ của kệ này trông rất là xinh nữa mọi người. Decor phòng rất là ok luôn.